được gặp lại quý vị trong bản tin FBNC ngày hôm nay 17 tháng 12. kính thưa quý vị quyết định tăng lãi suất mang tính lịch sử của cục dự trữ liên bang Mỹ Fed đã giúp Fed giữ được sắc xanh trong phiên giao dịch ngày 16 tháng 12. các chỉ số chính đều đồng loạt tăng điểm. các phiên Dow Jones tăng 1,28%, S&P 500 tăng 1,45%, trong khi Nasdaq cũng tăng 1,52%. 9 trong 10 chỉ số chính của S&P 500 đều có được sắc xanh vào cuối phiên. Tuy nhiên, năng lượng là nhóm ngành duy nhất phải trải qua một phiên giao dịch ám đạm. Sau hai ngày tăng, giá dầu thế giới bất ngờ giảm đến gần 5%, kéo theo đà trượt dốc của nhóm cổ phiếu năng lượng. Trong khi đó, ở chiều ngược lại, nhóm ngành tiêu dùng lại có được phiên tăng điểm tốt nhất trong 9 tháng qua. Cổ phiếu của tập đoàn Honeywell International tăng điểm mạnh nhất trong hơn 3 năm với 5,7%. Cổ phiếu của một tập đoàn lớn khác của Mỹ là General Electric cũng đạt mốc kỷ lục trong 7 năm khi tăng 2,2%. Đây là những chỉ số tạo nên sức bật mạnh mẽ, giúp Dow Jones khép phiên khả quan trong phiên giao dịch ngày 16 tháng 12. Nhìn chung, chứng khoán Mỹ đã có một phiên giao dịch khởi sắc nhờ vào những kết quả không nằm ngoài dự đoán từ cuộc họp lãi suất của Fed với quyết định mang tính chất lịch sử trong suốt gần một thập kỷ qua. Sau quyết định nâng lãi suất 25%, Fed đồng thời cũng phát đi tín hiệu tin tưởng rằng kinh tế Mỹ đang tăng trưởng ổn định và sẽ tăng lãi suất tiếp tục trong năm tới. Thị trường phản ứng tích cực với thông tin này khi có đến 8,6 tỷ cổ phiếu được trao tay trong ngày 16 tháng 12, tức là cao hơn 18% so với lượng cổ phiếu bình quân được giao dịch trong 20 phiên vừa qua. Nhưng theo đà tăng của Phu Wall đêm trước, thì chứng khoán châu Á cũng có một phiên giao dịch đầy lạc quan phiên ngày 17 tháng 12. Hầu hết các chỉ số đều tăng điểm và bất chấp lo ngại của nhiều chuyên gia về những ảnh hưởng đến thị trường châu Á sau quyết định tăng lãi suất của Cục Dự trưởng Liên bang Mỹ Fed. Trong các chỉ số chính tại thị trường châu Á, chỉ số Shanghai của Trung Quốc tăng điểm tốt nhất với 1,83%, trong khi Nikkei của Nhật tăng 1,59%, Kospi của Hàn Quốc tăng nhẹ 0,43%, còn sai 200 tăng 1,46%. Thị trường Trung Quốc đánh dấu một phiên giao dịch đầy lạc quan. Nhóm cổ phiếu tài chính, ngân hàng phản ứng tích cực với động thái hạ tỷ giá nhân dân tệ của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc BBOC vào đầu phiên. Tại Hồng Kông, thị trường phản ứng tích cực với điểm sáng cũng thuộc về nhóm ngân hàng. Cổ phiếu của Standard Charter và HSBC đều tăng mạnh, với 8,17% và 2,16%. Sàn Nhật Bản gần như khép phiên bằng sắc xanh, trong đó tăng điểm tốt nhất có thể kể đến là cổ phiếu ngành ngân hàng, an ninh và bảo hiểm khi đều đồng loạt tăng điểm. Cổ phiếu của nhóm ngành xuất khẩu như Toyota, Nissan, Honda và Sony cũng giữ được sắc xanh vào cuối phiên, mặc dù trước đó những số liệu kinh tế được công bố cho thấy xuất nhập khẩu của nước này có xu hướng giảm trong tháng 11. Thị trường Hàn Quốc diễn biến đang xen trong phiên ngày 17 tháng 12 cho thấy tâm lý dây chừng của nhà đầu tư từ quyết định của Fed. Trong các mã blue chips, Hyundai Motor tăng 1,63%, trong khi Samsung Electronics và POSCO đều giảm lần lượt 0,69% và 0,9%. Tại thị trường Úc, hầu hết các chỉ số khép phiên bằng sắc xanh. Cổ phiếu của 4 ngân hàng lớn nhất nước Úc là NZ, Commonwealth, Westpac và NAB đều tăng điểm ấn tượng. Trong khi đó, tác động từ giá dầu thế giới giảm cũng khiến nhóm cổ phiếu ngành năng lượng và khai khoáng tại Úc lao đao giống như phản ứng của chứng khoán Mỹ đêm hôm trước thưa quý vị lần đầu tiên sau gần một thập kỷ giữ nguyên lãi suất ở mức gần bằng 0, cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed cuối cùng cũng đã nâng lãi suất ở mức 0,25 điểm phần trăm, đúng như dự đoán của thị trường. 0,25 điểm phần trăm là mức tăng lãi suất mà Fed vừa công bố. Điều đó càng cho thấy Fed tin rằng kinh tế Mỹ đã đủ cứng cáp cho một sự thay đổi trong chính sách tiền tệ. Cần phải có thời gian để nhìn thấy các tác động của chính sách lên nền kinh tế. FOMC đã trì hoãn quá lâu cho việc bình thường hóa các chính sách kinh tế. Chúng tôi có thể thắt chặt chính sách tiền tệ, nhưng thắt chặt đột ngột sẽ khiến nền kinh tế có nhiều nguy cơ rơi vào suy thoái. Chủ tịch Fed, bà Janet Yellen cho biết lộ trình tăng lãi suất sẽ diễn ra chậm rãi trong tương lai. Chính sách tiền tệ vẫn tiếp tục được điều tiết. Chúng tôi sẽ theo dõi những diễn biến của nền kinh tế hết sức cẩn thận. Bà Yolen cũng nói rằng các nhà hoạch định chính sách tự tin lạm phát sẽ đạt mục tiêu 2% trong trung hạn, nhưng chưa nói gì đến việc nâng lãi suất lần thứ hai. Theo đánh giá của thị trường, mức tăng của Fed phù hợp với những tài sản rủi ro, bao gồm cả cổ phiếu. Cuộc gặp tiếp theo của các nhà hoạch định chính sách Mỹ là vào ngày 26 tháng 1 tới đây. vị, theo số liệu mới công bố của Trung tâm Du hành Không gian Goddard của NASA, thì tháng 11 năm nay là tháng nóng nhất được ghi nhận lại của thế giới từ trước đến giờ. Tình trạng nắng nóng tăng dần khiến năm 2015 trở thành năm có thời tiết nóng nhất từ trước đến giờ nhiệt độ trung bình toàn cầu trong năm ngoái đã tăng thêm 1,05 độ C, tức là tăng cao hơn mức trung hàng năm kể từ năm 1880 cho đến nay. Đây là lần thứ hai nhiệt độ trung bình trong một tháng tăng hơn 1 độ C, cũng tính từ năm 1880. Tổ chức Khí tượng Thế giới dự báo vào cuối tháng 11, nhiệt độ trung bình bề mặt trái đất sẽ tăng cao lên mức kỷ lục do tác động của tình trạng nóng lên toàn cầu và El Niño. Mới đây ở Mỹ, do ảnh hưởng của thời tiết nóng, nhiệt độ ở miền Đông Bắc Mỹ, đặc biệt là thành phố New York, tăng cao hơn 15 độ C dù đang là mùa đông. Hoa anh đào tại Washington cũng nở rộ trước thời tiết thất thường. Tuy nhiên, bên cạnh việc khí hậu ấm lên thì một số khu vực nhiệt độ cũng lạnh bất thường, ví dụ như ở một số khu vực của Mỹ, bão tuyết quét qua nhiều bang ở phía Tây và khu vực dãy núi Rocky tuyết rơi tại Montana và Wyoming dày lên hơn 70cm và ở một số vùng khác thì lên đến 50cm. Hãng xếp hàng tín nhiệm quốc tế Fitch vừa hạ xếp hàng trái phiếu chính phủ Brazil do lo ngại về tình hình khủng hoảng kinh tế lẫn chính trị tại quốc gia Nam Mỹ này ngày một gia tăng. Fitch đã hạ xếp hàng tín nhiệm của trái phiếu Brazil xuống mức BB+, với triển vọng tiêu cực. Chỉ chưa đầy một ngày sau khi tổng thống nước này là bà Dilma Rousseff hạ mục tiêu ngân sách năm sau, Tiền tại Brazil và trái phiếu đã giảm giá mạnh do áp lực bán tháo sau khi Brazil bị hạ tín nhiệm xuống mức rác lần thứ hai trong vòng 3 tháng. Vào thứ tư, tỷ giá đồng real đã giảm thêm 2%. Tuy nhiên, theo các chuyên gia kinh tế, việc hạ tín nhiệm đã được lần trước. Việc hạ tín nhiệm là dấu hiệu xấu cho thấy đất nước này đã mất tín nhiệm trên thị trường quốc tế, cũng như không còn thu hút được các nhà đầu tư nước ngoài đến để tạo việc làm, tăng thêm thuế và thu nhập. Mặc dù vậy, thị trường đã đoán trước được động thái hạ tín nhiệm này. Nếu chuyện này không xảy ra thì đó mới là điều bất ngờ. Fitch cho biết chính khủng hoảng chính trị tại Brazil đã khiến chính phủ không thể dẫn dắt kinh tế đất nước đi đúng hướng. Các đối thủ của bà Rousseff đã gây gắt buộc tội tổng thống vì liên quan đến hàng loạt scandal tài chính. Các nhà phân tích cũng nhận định, việc các nhà đầu tư bị hạn chế sở hữu trái phiếu đang trong tình trạng mất giá có thể làm Brazil mất tới 20 tỷ đô la Mỹ nợ quốc gia và nợ tập đoàn, và thậm chí khả năng cao là Brazil có thể sẽ tiếp tục bị hạ tín nhiệm vào tương lai không xa. Các hãng xếp hạng quốc tế khác là Standard Poor's cũng đã hạ xếp hạng tín nhiệm của Brazil xuống mức rác vào tháng 9 và Moody's cũng đang xem xét khả năng hạ tín nhiệm của Brazil xuống mức tương đương việc hạ tín nhiệm liên tục sẽ làm gia tăng chi phí vay vốn của các tập đoàn và ngân hàng tại Brazil. Hiện tại thì quốc gia này chiếm gần 9% tổng nợ toàn cầu của riêng khu vực Mỹ Latin trong năm 2015. Bình thường hóa quan hệ sau gần 54 năm nguội lạnh, Mỹ và Cuba mới đây vừa tiến hành đàm phán về việc nối lại các đường bay thương mại qua lại giữa hai nước. Các quan chức giấu tên ở Cuba và Mỹ vừa cho biết hai nước đang đàm phán nối lại đường bay thương mại. Thông báo chính thức có thể sẽ được công bố trong thời gian tới. Đây có thể được xem là một bước tiến đáng kể trong tiến trình khôi phục ngoại giao giữa hai nước kể từ thời chiến tranh lạnh. Mặc dù đã đàm phán về vấn đề này, nhưng phát ngôn viên của Mỹ cho biết vẫn chưa rõ khi nào thì các chuyến bay được nối lại. Việc đàm phán của chính phủ Cuba với các hãng hàng không Mỹ có thể tốn khá nhiều thời gian. Thông tin được đưa ra trong bối cảnh lượng khách du lịch đi lại giữa Mỹ và Cuba đã tăng khoảng 50% trong năm nay. Hàng ngàn du khách Mỹ đã đến thăm Cuba trong nhiều tháng qua, nhưng họ đều phải thuê máy bay hoặc quá cảnh sang một nước thứ ba. Một khi đàm phán thành công, khoảng 10 chuyến bay sẽ di chuyển từ Mỹ và Cuba trong một ngày. Với hy vọng thúc đẩy kinh tế thông qua con đường xuất khẩu, thì mới đây Argentina đã tuyên bố sẽ tiến hành nới lỏng đồng nội tệ của nước này tân tổng thống argentina mauricio macri người vừa nhậm chức hồi tuần rồi cho biết nước này sẽ nới lỏng kiểm soát của chính phủ đối với nền kinh tế và nới lỏng tiền tệ để nâng cao kim ngạch xuất khẩu bộ trưởng tài chính argentina đã tổ chức một cuộc họp báo để tuyên bố về thông tin này những ai muốn xuất khẩu có thể xuất khẩu muốn nhập khẩu có thể nhập khẩu muốn bán đô la có thể bán đô la muốn mua đô la có thể mua đô la đó là cách mà một nền kinh tế bình thường trên thế giới vận hành chúng tôi muốn đưa tăng trưởng trở lại từ đó từng bước từng bước tiến gần hơn một argentina không có đói nghèo Hiện tỷ giá chợ đen của đồng đô la Mỹ đổi sang peso là 14,2 peso, còn tỷ giá chính thức là khoảng 9,8 peso đổi 1 đô la Mỹ. Tổng thống Macri muốn hợp nhất hai tỷ giá, nhưng Bộ Tài chính nước này vẫn chưa định được tỷ giá chung cho đồng peso. Nông dân ở các nhà máy xuất khẩu hạt đang chờ đợi đồng tiền hạ giá trước khi tiêu thụ cho đầu tư, vốn đã bị dồn ứ trong thời gian bà Cristina Fernandez còn làm tổng thống.